Vi Review Phim sẽ mang tới những diễn biến mới nhất tại tập 6 phim tiệm chụp ảnh ma quái đây ạ. Cuối tập trước, khi Han Bom sợ hãi đối mặt với những linh hồn vừa rời khỏi xác sau vụ tai nạn bất ngờ, thì Kiju tình cờ có mặt tạo nên vòng tròn an toàn tuyệt đối cho họ. Quay trở lại quá khứ, gia đình Han Bom háo hức trong chuyến đi thăm bà, thì chiếc xe ở phía đối diện đột nhiên mất lái, lao với tốc độ cực đại hướng thẳng về phía họ. Hệ quả là cha mẹ Han Bom ra đi ngay tại chỗ. Bằng cách thần kỳ nào đó, cô bé đã tới được tiệm ảnh, mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc cùng lời thổ lộ đau nhói tâm can, rằng cô rất nhớ cha mẹ. Và ông chủ của tiệm ảnh khi ấy, chính là Kiju thuở còn niên thiếu. Còn ở hiện tại, Kiju gần như bị vắt kiệt sức lực tới mức ngất đi. Han Bom chẳng còn cách nào khác ngoài tha vác chàng trai cao to lực lưỡng đó, an tọa trong phòng. Đây cũng là lần đầu tiên, cô được ngắm nghía không gian sống ngập tràn màu sắc tâm linh của anh, không trượt một đạo nào có trên cuộc đời này. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Kiju nằng nặc đòi tới tiệm ảnh để tiếp tục làm việc, vì tiếng còi báo thương này cho thấy, rất nhiều người đã nằm xuống sau vụ tai nạn đột ngột kia. Han Bom ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng chính cô cũng chưa có can đảm để đối diện với những thế lực đáng sợ ấy. Đành nghe lời Kiju ở lại nơi này để tịnh tâm. Đúng như dự đoán, tiệm ảnh đón tiếp rất nhiều khách hàng. Hai mẹ con sản phụ này buộc phải rời xa thế giới. Dù chỉ còn vài tuần nữa, người phụ nữ này sẽ được nghe tiếng khóc chào đời của con. Sau khi tiễn đưa họ, Kiju bật chế độ trầm tư, vì biết rõ, vụ tai nạn này xảy ra là vì mình. Hay nói cách khác, anh mới chính là mục tiêu mà ác quỷ hướng tới. Anh không rõ đó có phải là sứ giả của thần chết cử tới hay không, điều đó chỉ có cụ tổ ba đời mới hay thôi. Nam Ki động viên, vẫn còn có cô luật sư và vòng tròn an toàn cơ mà. Nhưng yên tâm thế nào được, khi chưa có đời nào có thể chống lại sự an bài của định mệnh là, hẹo trước sinh nhật tuổi 35 được chứ. Ánh đèn vừa tắt, thì cánh cửa địa ngục lại mở ra. Vị khách lần này là So Mung, ăn năn thật nhiều vì nghĩ bản thân ngủ gật, nên mới gây nên cơ sự đau lòng thế này. Ở một diễn biến khác, Ji Won dốc toàn lực để hoàn thành báo cáo. Khi hoàn thành cũng là lúc chảy méo cam vì lao lực. Đã vậy còn bị dọa một phen hốt hồn, mà tác giả không ai khác chính là Sung Ho. Dù rất sợ hãi, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra mình ổn, chỉ tay năm ngón mà dọa lại, khiến cậu chàng ngơ ngác, lẽ nào cô ta có khả năng đặc biệt vậy sao? Sáng hôm sau, bộ dạng nhếch nhác của Ji Won khiến sếp nóng máu, đã vậy còn khoe khoang sớm đã hoàn thành bản báo cáo đúng thời hạn. Nào ngờ, khi mở ra, tất cả nội dung đều bị thay đổi thành phim hoạt hình, báo hại sếp một phen tăng xông và chửi rủa trong bức bối. Phía sau lưng, Sung Ho lại cười khà khà, như phù ông được mùa sau khi thành công thực hiện kế hoạch cản trở. Bên này, Kiju muốn tìm hiểu rõ hơn về vòng tròn an toàn tránh ma quỷ, mà chỉ anh mới thấy. Rõ ràng trước đó, khi không có anh, Han Bom còn bị dọa tới nỗi suýt cháy tóc. Nhưng cứ khi nào họ xuất hiện cạnh nhau thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Anh cẩn thận với từng bước nhỏ, cuối cùng nhận ra, chỉ cần họ đứng cách nhau hai găng tay, thì vùng an toàn ấy mới xuất hiện và phát huy công hiệu. Biểu hiện rõ ràng nhất là khi hồn ma của chú chó kia tự động lùi ra xa. Vì cô cứ tò mò hình dáng nó ra sao, Kiju buộc phải tả thực bằng cả ngôn ngữ cơ thể, vô tình tạo nên bầu không khí lãng mạn ngại ngùng giữa đôi nam thanh nữ tú này. Có phải anh thích tôi không? Han Bom quả là một cô nàng thẳng thắn. Ai ngờ lại nhận về câu trả lời, thứ tôi thích là vòng tròn an toàn cô mang tới kia. Thật đúng là quê dùm cho cô nàng. Bị từ chối phũ phàng, mộng ảo tượng bị dập tắt, nên tức giận thế này cũng là điều hoàn toàn dễ thông cảm. Trong khi ấy, Kiju cùng So Mung tới trường đại học của cậu, nơi đang diễn ra buổi lễ trao bằng tốt nghiệp với không khí rộn ràng. Cậu đã mất tới 28 năm để có được kết quả này, thực sự rất mong được cầm thành quả của mình trên tay. Đó cũng chính là nguyện ước cuối cùng đem cậu đến với tiệm ảnh của Kiju. Ngay từ khi lọt lòng, cậu đã bị bỏ lại trước nhà thờ. Cái tên cũng được đặt tùy ý, theo tên nhà hàng trên chiếc túi đó. Tới khi đi học, có xảy ra va chạm, cũng bị coi là đồ bỏ đi khi không cha không mẹ. Dưới áp lực của những bậc phụ huynh khác, So Mung buộc phải ký đơn xin thôi học, chấp nhận đi làm thêm kiếm sống. Chứng kiến cảnh gia đình khác hạnh phúc, cậu tự nghĩ, có khi nào, sự tồn tại của mình là vô nghĩa, sống chẳng ai biết, hẹo chẳng ai hay. Thế nên khi thấy thông báo tuyển sinh đại học, cậu đã mạnh dạn nọ hồ sơ, vừa học vừa làm cực chăm chỉ mới có được ngày hôm nay. Tấm bằng tốt nghiệp ấy, chính là minh chứng xác nhận cho sự tồn tại và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Trong khi đó, Nam Ki đi dự lễ tụng siêu thoát của chính mình, chỉ biết đứng xa nhìn vợ tiểu tụy với ánh mắt đầy xót xa. Ngày anh ra đi cũng chính là kỷ niệm ngày cưới của họ, đã hứa hẹn sẽ cùng nhau dùng bữa tại khách sạn hạng sang, nhưng vì công việc phải tóm cổ được tên Du Jin nên buộc phải lên đường ngay lập tức, mà chưa kịp nghe điều vợ định tâm sự. Cứ ngỡ mọi sự hanh thông, nào ngờ tên khốn đó lại thủ sẵn hung khí, và lén ra tay với những cú đâm chí mạng, khiến Nam Ki đổ gục trên đường mà chưa kịp nói lời cuối cùng với người vợ yêu dấu. Đồng nghiệp thân thiết nhất, hứa sẽ thực hiện nguyện ước cuối cùng là bắt được tên khốn đó, có như vậy Nam Ki mới siêu thoát được. Quả đúng là anh em chí cốt có khác, hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc. Mặt khác, Kiju trong vai chủ tịch một quỹ học bổng, đề nghị hiệu trưởng hãy tuyên dương So Mung,
như một tấm gương hiếu học và trao tặng bằng danh dự cho cậu. Tất nhiên, hiệu trưởng cũng được lợi nên đồng ý ngay Táp Lự. Vậy là kế hoạch bước đầu hoàn thành, hai thanh niên đã ăn mừng trong sự phấn khích. Ở phía ngược lại, Han Bom ủ rũ khi bị từ chối phũ phàng, dù bản thân đang hừng hực khao khát yêu đương. Ji Won đóng vai kẻ tư vấn tình yêu, đã điên còn đẹp trai thì vô phương cứu chữa, tốt hơn hết là đừng có dây dưa kẻo tự làm khổ chính mình. Nghe cô bạn thân tâm sự dường như đang bị ma trêu chọc, Han Bom không chần chừ mà bàn giao lại túi đậu vào mối cùng lời dặn dò, phải luôn mang theo bên cạnh để tránh được âm khí. Cuối cùng thì buổi lễ đặc biệt cũng diễn ra long trọng, chỉ tiếc là những người đồng nghiệp thân thiết không thể tới dự mà thôi. Cứ ngỡ cái kết có hậu sẽ khép lại câu chuyện này, nhưng đúng khi ấy thì báo chí đưa tin, Seo Mung chính là sát nhân, chỉ vì thiếu tỉnh táo khi điều khiển xe, mà gây ra cái chết của rất nhiều người vô tội. Cảnh sát tìm tới công ty của Seo Mung, bàn giao lại tài liệu thu được ở hiện trường cho tổ trưởng. Trong đó là những ghi chép tỉ mỉ của cậu về thời gian làm thêm cho thấy công ty đã bóc lột sức lao động của họ. Chun Su cảm thấy bất công khi công ty định thoái thác trách nhiệm và đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Nếu cậu chấp nhận im lặng thì toàn bộ lái xe sẽ trở thành nhân viên chính thức với chế độ và đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với thử việc bây giờ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến người đồng nghiệp này chỉ còn biết lặng im, trơ mắt mà nhìn ông ta thiêu hủy mọi bằng chứng. Khi Du tới viếng thăm Seo Mung, biết cậu sẽ tự trách bản thân rất nhiều nên đã an ủi, cậu hoàn toàn không có lỗi, là do đám ma quỷ quấy nhiễu mà thôi. Ngay sau đó, một cuộc họp khẩn diễn ra. Rõ ràng tình trạng sức khỏe không đảm bảo là do Seo Mung phải làm việc hơn 70 giờ mỗi tuần. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là vạch trần sự thật, phân định đúng sai để giải oan cho người đã khuất. Nếu vậy thì phải tìm cách đàm phán thôi, phía công ty đã vi phạm luật khi sử dụng lao động, dẫn tới tai nạn thì phải đứng ra chịu trách nhiệm. Và Han Bom sẽ là người đảm đương trách nhiệm nặng nề đó, Kizu là người được Seo Mung ủy quyền. Han Bom không lấy tiền công cho vụ kiện này, chỉ cần Kizu đáp ứng một yêu cầu nhỏ nhoi của mình mà thôi. Kizu liền tìm tới Chun Su để tìm hiểu sự việc, nhưng lại bị gạt đi với thái độ vô cùng khó chịu. Chẳng phải anh định đặt tên con với ý nghĩa là khôn ngoan và chính trực theo gợi ý của Seo Mung hay sao? Con anh sẽ trưởng thành trong cuộc sống đầy rẫy những bất công này thế nào khi có người cha không chịu đấu tranh chống lại cái xấu cơ chứ? Những câu nói đó thực sự đã khiến Chun Su khựng lại và suy nghĩ rất nhiều. Tới khi nhìn ngắm kỹ đứa con bé bỏng mời chào đời, Chun Su dường như đã hạ quyết tâm và có quyết định cuối cùng. Trong cuộc gặp gỡ với luật sư bị đơn, chính là đàn em hống hách luôn lên mặt, Han Bom yếu thế hoàn toàn khi chẳng có bằng chứng nào. Cho tới khi thấy đoàn quân những người đồng nghiệp kia tới với đơn khởi kiện công ty, trong tay, thì thế trận đã đổi chiều. Họ đã tập hợp lại, quyết định xin nghỉ việc hàng loạt. Suy cho cùng, công ty đối xử với họ quá tệ. Đồng thời, Seo Mung còn giúp đỡ họ rất nhiều trong quá trình cùng nhau làm việc, không thể vì chút lợi ích của bản thân mà đánh mất danh dự và tự trọng được. Ông ta còn bị dọa một phen hết hồn, khi tất thảy đồ đạc cứ lơ lửng giữa không trung. Thì vẫn là sung hô đó thôi, cẩn thận truy cập máy tính, phát hiện ra những tài liệu chứng minh ông ta biển thủ công quỹ, và gửi cho tổng giám đốc, chính thức end game trong tư thế của người thắng cuộc. Nam Ki cũng góp phần công sức bé nhỏ, chỉ tay năm ngón mà giúp họ giao hàng đâu ra đó, không chật phát nào. Bây giờ thì lễ tốt nghiệp đặc biệt mới chính thức diễn ra với đầy đủ mọi người. Họ dành tặng cho cậu em thân thiết những bó hoa tươi thắm chúc mừng, và sau cùng là chiếc cà vạt mà họ đã góp tiền để mua, với mục đích tặng cậu nhân ngày tốt nghiệp. Dù có vụng về nhưng tấm chân tình của họ thì không thể bị lu mờ. Những lời dặn dò phải sống đàng hoàng, và đừng nhụt chí cất lên từ tâm can người anh lớn này đã tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người. Họ trao những cái ôm thật chặt, và cùng nhau chụp tấm hình cuối cùng đầy ý nghĩa. Đêm đó, Han Bom ngỏ ý mời Kizu thưởng thức rượu trong một ngày hạnh phúc thế này, vì lâu lắm rồi cô mới biết cảm giác thắng kiện là như thế nào. Kizu từ một người chưa từng uống một giọt rượu nào, cũng dần quen với thứ cay nồng được coi là hương vị của người trưởng thành này. Tự tin có cô bên cạnh, vòng tròn an toàn sẽ phát huy hiệu lực, nên họ mới uống sương sương có vài chai thế này, hậu quả là ngà ngà say hết thảy. Han Bom tiết lộ mong muốn của mình là anh đừng rời đi, còn phải ngoắc tay và hứa hẹn đầy đủ. Cô nàng thêm một lần chủ động, kéo tay anh về phía mình, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Khiến thanh niên ấy gần 35 năm trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và bất động hoàn toàn. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất trên BeReview Phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.